chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, ăn ở phúc phần, trời thương Phật độ, có số phú quý. Từ 53 tuổi trở đi đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang, càng già càng giàu, cuộc sống đủ đầy, sung túc, an nhàn hưởng phúc cho đến hết cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp. Nếu như không thể giàu có bằng người khác, thì ít nhất cũng trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên những người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử Di học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn. Có những người trước khi đến giới thành công phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi, không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào. Mới đây nhất, Tử Di Phương Đông Tiên Tri báo trước rằng, những người tuổi Quý Sửu đinh 1973 từ 53 tuổi trở đi, chắc chắn sẽ có một giai đoạn thịnh phát lấy lại những gì đã mất sau khi trải qua không ít đắng cay. Kính thưa quý khán giả, tính cách quyết định tương lai của Quý Sửu, vậy diễn biến vận trình của tuổi Quý Sửu từ 53 tuổi trở đi sẽ diễn ra như thế nào? Bản mệnh cần nắm chắc điều gì để đổi đời hưng vượng? Thì xin mời hãy cùng kênh Minh Đường Tử Di đi tìm hiểu ở nội dung chi tiết dưới đây quý khán giả nhé. Trong 12 con giáp thì Sửu là con trâu, hình ảnh con trâu đã gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người nông dân Việt Nam ta, thể hiện sự lao động cần cù, vất vả. Vì thế, năm Sửu cũng là năm tượng trưng cho sự thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Người sinh năm Sửu đa phần là người đáng tin cậy, họ sống có nguyên tắc trong công việc, không ngại gian nan, họ làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì. Chắc hẳn bạn cũng từng nghe qua câu, cực như trâu mà người Việt ta hay nói dí dòn rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, trong sự nguyên tắc vẫn luôn tồn tại sự công bằng. Họ biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi quan điểm của họ cũng rất khó khăn đấy. Người tuổi Quý Sửu là con giáp rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Quý Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, mà ngược lại, họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách trong công việc. Khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Những người này trung thực, hào phóng. Ngoài ra, sự thân thiện của họ còn thu hút nhiều bạn bè xung quanh, và chính những người bạn này sẽ hỗ trợ cho tuổi Quý Sửu rất nhiều trong công việc. Họ có tham vọng, gây sức ảnh hưởng tới người khác và tạo nên một đế chế hùng mạnh cho riêng mình. Những người thuộc cung này thường thích theo đuổi những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Vì thế, cho dù họ không trở thành doanh nhân thì cũng vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Tuổi Quý Sửu có tầm nhìn dài hạn, nhưng cũng rất nhạy cảm, thích mạo hiểm. Họ sẽ sử dụng những cách thức khác biệt để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những lý tưởng của mình, họ vẫn sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro cuộc sống. Họ là những người giàu nghị lực và lao động không biết mệt mỏi, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cũng như cho cuộc sống của gia đình mình. Hầu như những người tuổi Quý Sửu đều thích cảm giác an toàn. Tuy nhiên một lúc nào đó, họ cũng có thể chấp nhận sự mạo hiểm để sự nghiệp của mình được tiến triển tốt đẹp. Những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tài lãnh đạo, tổ chức, quản lý người khác. Họ có lập trường chắc chắn, vững vàng, lòng quyết tâm cao. Chừng nào chưa đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại. Khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm. Đối với họ, càng gian nan, thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu còn được trời phú cho khả năng làm quản lý. Cho dù trình độ, năng lực của họ không được cao siêu, nhưng ở bất cứ công việc nào,
Khả năng quản lý của họ là rất tốt, hiệu quả công việc của họ tốt hơn những người bình thường gấp nhiều lần. Người tuổi Quý Sửu thích hợp với vai trò là người chủ hoặc người quản lý. Họ thích hợp với môi trường làm việc tập thể. Chỗ đông người, ở đó họ dễ trở thành những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc mà ít người có thể đạt được thành công như họ. Với tính cách của tuổi Quý Sửu, chuyện tình cảm hoàn toàn được xác định rất nghiêm túc, rõ ràng. Yêu có nghĩa họ xác định sẽ kết hôn với người đó. Họ say mê và tự hào với tình cảm thiêng liêng này, và thường dùng những từ ngữ có cánh để ca ngợi người yêu của mình, muốn cho tất cả mọi người biết rằng người yêu của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế nào. Nhìn chung, những người thuộc tuổi Quý Sửu thường mang đầy đủ đức tính cần cù, trung thực và đáng tin, với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự lập đáng kinh ngạc. Họ còn được biết đến với tư duy logic, sắc bén và khả năng đối phó với những thách thức phức tạp để thiết lập một mối quan hệ tốt. Với người tuổi Quý Sửu, việc tôn trọng tính cách riêng của họ, thấu hiểu cả khía cạnh mạnh và yếu của họ, cùng việc chú ý đến cách giao tiếp sẽ giúp họ đạt được sự hòa hợp tốt nhất. Xem tử vi thấy rằng, cuộc sống của người tuổi Quý Sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ, hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong cuộc đời, tuổi Quý Sửu có nhiều bạn bè tri kỷ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nam mệnh tuổi Quý Sửu rất kiên trì trong chuyện tình cảm và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn. Cho dù thất bại trong tình yêu thì họ cũng tiếp tục tin tưởng về một người xứng đáng dành cho mình. Họ cũng là những người rất tích cực, thích tham gia vào các hoạt động xã hội, không thích những người phụ nữ hướng nội hoặc trầm tĩnh quá. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu là những người rất mạnh dạn, luôn chủ động trong mọi việc chứ không có thói quen chờ đợi người khác. Tuy nhiên, vào những lúc cần thiết, họ lại dịu dàng, ngoan hiền. Chính đặc điểm, tính cách này đã giúp họ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ. Nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình trở nên khá giả, nhờ con cái mà cuộc sống có nhiều niềm vui. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận mệnh tử vi trọn đời của con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trên từng phương diện chính, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi trọn đời của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, người này mệnh có tài quang, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Đặc biệt từ những năm 53 tuổi trở đi, tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn, sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Đa phần những người tuổi Quý Sửu đều có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, vượt mọi gian khổ, chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Quý Sửu có trí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn, cẩn trọng, nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, rất phù hợp làm trong các lĩnh vực xây dựng, nội thất, kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn. Đặc biệt, người tuổi Quý Sửu rất hợp với những nghề liên quan đến kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra, Quý Sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề chính trị, ngoại giao, giáo viên. Trong công việc, tuổi Quý Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực. Họ thường lo lắng về sự nghiệp, nhưng ít khi bộc lộ điều ấy ra bên ngoài. Họ cũng ít gặp sóng gió trên con đường sự nghiệp, tài vận sẽ thuận lợi, tiền đồ sáng lạng vào trung vận. Khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết. Tuy nhiên, một số yếu điểm mà người tuổi Quý Sửu nên khắc phục để công việc luôn được suôn sẻ, nên bỏ tính bảo thủ ngoan cố, cứng nhắc, độc đoán trong công việc. Họ là những người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nếu bạn đang cần một lời khuyên, hãy đi hỏi tuổi Quý Sửu. Họ sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để tháo gỡ rắc rối của người khác. Tuy nhiên, không được khéo léo trong giao tiếp, bởi vậy nên thay đổi để xây dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nhìn chung,
Sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ luôn có kết quả tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung quá cát, nhờ thế mà cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Về phương diện tài lộc, theo tử vi trọn đời, dự báo tài lộc của Quý Sửu sinh năm 1973 sáng sủa. Tuy tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, có nhiều nguồn thu, tiền bạc dư dả. Nhờ vậy mà cuộc sống có phần lên cao về vấn đề tiền bạc, về hậu vận không phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no, giàu sang phú quý, lại được con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng. Thời trẻ người tuổi Quý Sửu ngay thẳng, thật thà nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, nhưng cũng vì đức tính chăm chỉ, siêng năng để tạo ra của cải, nên đôi lúc được ban cho vận may làm ăn, nhờ vậy cuộc sống luôn sung túc, đầy đủ. Khi vào trung vận đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng có cho mình hướng đi và nhiều cách kiếm tiền. Tuy nhiên, đa phần tuổi Quý Sửu thường chi nhiều hơn thu, nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen. Nếu có cơ hội đầu tư nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm có nhã không ít, có nhà cửa, đất đai, tiền bạc, đồ giá trị, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, dùng tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm, buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp, nên người tuổi Sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể sửa được những điểm này thì tài lộc thanh thang, giàu sang phú quý. Trong cuộc đời tuổi Quý Sửu, tài lộc bình bình ở tiền vận, nhưng dục cao sáng sủa vào thời kỳ trung vận. Bạn có thể yên tâm bởi chính tài ở bên đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng. Ngoài ra còn có nhiều cơ may trong đời để đổi vận giàu có. Tuy nhiên hung tinh cũng dễ gây ra những chuyện bất ngờ, điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế tuổi Quý Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của chính mình. May mắn tuổi này có con cái thành đạt, về sau nhận được lộc trời ban, nhà cửa khang trang, đất đai cũng không ít, về già sống ấm no, hưởng phúc. Vận mệnh của tuổi Quý Sửu có thể làm ăn phát đạt, hanh thông, thuận lợi. Làm ăn hay không thì việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận đoán tử vi, tuổi Quý Sửu có ý tưởng kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn các con giáp sau đây để hợp tác thì sẽ rất thành công. Đó là Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ. Những con giáp này sẽ là một sự trợ giúp vô cùng vững vàng, đem lại may mắn và tài lộc cho Quý Sửu. Ngoài ra, Quý Sửu không nên hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất. Đây là hai tuổi đại kỵ với tuổi của Quý Sửu. Nếu làm ăn, hợp tác kinh doanh với những tuổi này sẽ khiến cho Quý Sửu nhiều lần gặp phải khó khăn, đổ nhiều hơn lãi. Về phương diện tình cảm gia đạo, tình duyên bao gồm vận đào hoa của người độc thân, hôn nhân có bền vững, lâu dài có nảy sinh quan hệ ngoài luồng hay không. Cuộc sống gia đình như thế nào, gặp vận đào hoa chưa chắc đều là tốt, cũng có thể quá hung, gây mâu thuẫn tình cảm, đôi lứa chia xa. Người tuổi Quý Sửu ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Tuy nhiên, tính cách người này không giỏi giao tiếp nên thường cô độc, không biết cách nắm lấy cơ hội chủ động tiếp cận người mình có cảm tình. Chính vì thế mà lỡ dở không ít cơ duyên. Không hiểu về tình yêu nên chặng đường chinh phục nửa kia của người tuổi Quý Sửu khá gian nan. Tuy nhiên, sự nhẫn nại và nỗ lực của họ nếu gặp đúng người sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân nên trong mắt người khác, họ khá lạnh lùng. Có điều bề ngoài như vậy khiến họ thu hút được rất nhiều đối tượng là người nhiệt tình và hướng ngoại theo đuổi. Họ luôn mơ ước về một tình yêu son sắt, thủy chung, dù kém lãng mạn nhưng luôn chân thành, thật tình với người mình yêu. Nam giới tuổi Quý Sửu cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Trâu có hai điểm yếu chí mạng: họ không biết phân biệt nặng nhẹ, không phân chia ranh giới rõ ràng trong tình cảm. Dù đã có người yêu, nhưng tính cách ga lăng nên dẫn đối tốt quá mức với tất cả những người phụ nữ xung quanh, họ cũng hay nghi ngờ,
ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Nữ giới tuổi Quý Sửu tính tình nhã nhặn, ôn hòa, nhẫn nại, là mẫu phụ nữ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, người này lại có lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, nên khiến cho người chồng đôi lúc cảm thấy ngột ngạt và ức chế. Khi yêu, người tuổi Quý Sửu luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất. Họ không khoa trương, nói những lời hoa mỹ lãng mạn. Tình yêu của những người này thể hiện qua những hành động ấm áp, âm thầm mà ngọt ngào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, có phần tẻ nhạt, nhưng thực ra trong nội tâm họ có một tình yêu vô cùng sâu sắc, nồng cháy và thủy chung. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương, gắn bó lâu dài với người này, bạn cần phải thấu hiểu, lắng nghe những điều thầm kín của họ. Đường tình duyên của những người tuổi Quý Sửu không mấy thuận lợi, thường hay có nhiều thay đổi. Có lẽ họ chưa biết cách làm mới tình yêu của mình. Khi bị người khác phản bội, tuổi Quý Sửu sẽ ghép trái tim của mình trong cô đơn, tuyệt vọng và dùi đầu vào công việc để quên đi buồn phiền. Họ có xu hướng tìm cho mình một nửa có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Dù trong công việc hay tình yêu, tuổi Quý Sửu đều hiện thực hóa mọi vấn đề. Bởi vậy, đôi khi họ khiến đối phương cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Cách tốt nhất để duy trì tình yêu của bạn là tạo ra những bất ngờ, thú vị, mới mẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm người ấy. Theo tử vi trọn đời, mặc dù đường tình duyên có hơi gập ghềnh, nhưng may mắn về sau, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thường có gia đạo được êm ấm và hoàn toàn hạnh phúc, mọi khó khăn và biến cố rồi cũng sẽ qua. Về tương lai, cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, về già được hưởng phúc con cái gia đình. Trong gia đình, Quý Sửu nam mạng luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Quý Sửu đôi lúc rất ra trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Phụ nữ tuổi Quý Sửu thì rất hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Họ luôn là hậu phương vững chắc nhất, chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Quý Sửu cũng vì gia đình, con cái mà cố gắng, nhờ vậy về sau được hưởng lộc từ con cái rất nhiều. Nam mệnh Quý Sửu về vấn đề tình duyên, sinh vào những tháng này thì phải thay đổi tình duyên 3 lần mới ở được. Đó là tháng 5, 7, 11 âm lịch. 2 lần thay đổi tình duyên nếu sinh những tháng giêng 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Sinh vào những tháng này thì một vợ một chồng, tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là bảng lượt kê để biết số bạn. Nếu sinh vào những tháng kể trên mà sự thay đổi vợ chồng cứ theo tháng sinh mà biết được. Nữ mệnh Quý Sửu về vấn đề tình duyên, nữ tuổi Quý Sửu chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là sinh vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hưởng hạnh phúc trọn đời, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Sửu cuộc đời nam mạng được ông tử vi độ mạng ban cho sức khỏe, nữ mạng được bà cửu thiên quyền nữ độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh, cường tráng, họ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu có thổ tính chữa nhiều trong tuổi nên dễ mắc các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, viêm ruột, trào ngược dạ dày, loét dạ dày. Nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua, cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh. Nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Thời trẻ, nhiều người tuổi Quý Sửu thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải. Nhưng nghỉ ngơi lại nhanh chóng khỏe lại. Thế nhưng cũng không vì thế mà lạm dụng. Thời gian nào, vào độ tuổi nào thì sức khỏe cũng là điều quan trọng, hãy luôn lưu tâm để ý, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình, đi chơi du lịch ngắn ngày cũng giúp cho tinh thần thêm hưng phấn,
giảm bớt căng thẳng, áp lực. Ngoài ra, tập luyện một số môn thể thao cũng giúp sức khỏe luôn được duy trì. Quý Sửu hãy luôn nhớ rằng, có sức khỏe là có tất cả, để có thể sống lâu 100 tuổi, hưởng phúc bên con cháu. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, cụ thể như sau. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng Giêng, khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân mà sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, khó cũng thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người này có cá tính mạnh, tự lập, tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời. Nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Người này có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành xử lỗ mãng. Hãy xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động năng mạng, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều vất vả, gian nan, ước vọng không thành, lý tưởng phá thành bong bóng xà phòng. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, đất trời đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý sự nghiệp. Tuy có nhiều phong ba, bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư rôi. Là người thông minh, đỉnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, quá hung thành cát, hậu vận cực tốt. Gia đạo an yên, sung túc, giàu có, con cháu đầy đàn, có thể nói vận mệnh của người này khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nên nếu biết đủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, người này tuy rằng có khát khao lập nghiệp, nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế, nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả, nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép, trói buộc, không có được tự do. Người này có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân, luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình, mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn, đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục, thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù, thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhận định thắng thiên. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, người này sức khỏe không được tốt, hay ốm đau, bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngán đường, tinh thần mỏi mệt, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Vận mệnh cuộc đời cũng không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh, lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều, họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình. Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm,
phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn nên người này vẫn có thể an ổn sống hết cuộc đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử. Người này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người này không được hưởng phúc hương quả tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều vất vả, khó khăn chung, dần dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời các nhiều hung ích, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè, có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tự do tự tại. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu. Người này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, quạng lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con hiền cháu thảo. Đây là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió, thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Số vượng tài, vượng lộc, tuổi già căn phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vẻ cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ. Người này cuộc đời gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương quả tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến, biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người này có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của mình. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ. Người này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý, cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Đây là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm, kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, dạng sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch và tiết Lập Đông, người tuổi này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh của người này, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên đến trung vận, dưỡng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có những bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy, giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao.
vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Tuyết, người tuổi này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ, chịu khó không ai bằng, thiếu thốn đủ bề. Mọi sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh, sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu. An ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an, có thể nói, người này có số khá vất vả. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban, nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Vận số của tuổi Quý Sửu 1973 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, khó khăn, tuy nhiên, hậu vận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận, ngoan ngoãn. Người tuổi này tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang, tấn tới, ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở nên khó lòng thành công, chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương, hòa thuận, tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phong cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tiếp theo là vận trình lưu niên tử vi cuộc đời của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 qua các năm âm lịch, cụ thể như sau. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Quý Sửu thấy rằng năm Tý được chính quan chiếu mệnh, người tuổi Quý Sửu hành sự gặp được nhiều những điều các lợi, có cơ hội được cất nhắc, thăng tiến, gặp hung quá cát, giữa năm có họ tiểu nhân. Tuy nhiên, không có sóng gió lớn gì, bản mệnh hành xử khéo léo thì ắt hóa giải được mọi việc. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Sửu. Trong năm này, vận thế, vận trình ảm đạm, công danh hay tài lộc đều không có bước phát triển lớn hơn, thậm chí còn gặp phải cản trở lớn. Tuy là năm bản mệnh không gặp nhiều thuận lợi, song chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, cố gắng, đến cuối năm vẫn có cơ hội thu về thành tích đáng mừng. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Quý Sửu trong năm này, gia đình bản mệnh có thể gặp chuyện vui liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, đến cuối năm vận trình xuống dốc, kế hoạch đặt ra không thể đạt được như ý muốn. Vì thế, bản mệnh cần làm nhiều việc tốt, chớ nên chạy theo danh lợi rồi cuối cùng lại sôi bỏng không. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Mão. Người tuổi Sửu sẽ gặp phải họa tam tai trong năm nay, vì thế, bản mệnh cần phải nhắc nhở bản thân cố gắng kiềm chế, chớ nên nóng nảy, chuyện bé xé ra to, nếu có thể giữ được quan hệ hòa hảo với mọi người thì ắt vượt qua mọi chuyện bình an. Năm nay tài vận không lý tưởng, cần hạn chế đầu vốn, giữ gìn những gì mà mình đang có. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Thìn. Trong năm này hung cát đang xen, cần hành sự thận trọng, nếu không thì sẽ dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bản mệnh nên thuận theo tự nhiên, chớ nên quá cố chấp. Hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của mọi người, nếu có thời gian rảnh, hãy học hỏi, bổ sung thêm kiến thức cho mình cũng như là chủ động giúp đỡ người khác. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Tỵ. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Sửu trong năm Tỵ nhận thấy, dượng đường tài lộc, làm ăn kinh doanh có thể xem xét việc hợp tác, mở rộng quy mô vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm có họa khẩu thiệt thị phi cũng nhiều, bản mệnh cẩn trọng trong việc kết giao, nếu không thì sẽ tự đẩy mình vào rắc rối. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Ngọ. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, trong năm nay, người tuổi Sửu phải đối diện với nhiều rắc rối, dễ gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân,
dẫn đến họa phá tài, thậm chí ảnh hưởng đến cả đường tình duyên. Song đến cuối năm có quý nhân tương trợ, hóa giải tai họa, vận trình có dấu hiệu đi lên, thậm chí là có cơ hội chuyển bại thành thắng. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Mùi. Cẩn thận gặp phải họa phá tài trong năm Mùi, bản mệnh làm gì cũng nên cố gắng bằng chính sức của mình, không nên ngại vất vả hoặc là có lòng hãm hại người khác. Tuy nhiên, cần phải đề phòng người khác nhiều hơn, cuối năm vẫn thấy có dấu hiệu lạc quan, có thể tiến hành đầu tư hoặc khởi nghiệp. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Thân. Trong năm Thân là năm đại cát, đại lợi, sự nghiệp đạt tới bước phát triển mới, bản mệnh nên dũng cảm thử thách bản thân để gặt hái nhiều thành công. Trong năm này cũng có lợi cho việc cưới hỏi, sinh con, có điều, bản mệnh vẫn chớ nên lơ là, đề phòng sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu dư giả thời gian và tiền bạc thì nên hành thiện tích đức. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Dậu. Trong năm này lành ít dữ nhiều, bản mệnh nên chú ý phát triển các mối quan hệ xã giao lành mạnh, có như vậy thì đến khi gặp khó khăn mới được người khác giúp đỡ. Thời điểm này nên hạn chế đầu tư, hạn chế mâu thuẫn với những người khác, chú ý giữ gìn sức khỏe, trong năm nên giữ tinh thần lạc quan, bình tĩnh đối diện với khó khăn. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Tuất. Bước sang năm Tuất, sự nghiệp của bản mệnh có sự phát triển thuận lợi, tài lộc thêm thịnh vượng, dồi dào, đào hoa cũng có những dấu hiệu nở rộ. Trong năm này, bản mệnh luôn trong tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội hợp tác đến với mình. Tuy nhiên, cần chú ý giữ mình, tránh háo sắc gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Vận trình của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Hợi. Vận trình lưu niên bất lợi trong năm này, bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng khó, tiến thoái lưỡng nan, may mắn cuối năm có quý nhân phù trợ hơn, tránh được nhiều tai họa. Thời điểm này, tài lộc dậm chân, bạn nên chi tiêu tiết kiệm, hạn chế đầu tư, chi tiêu phung phí. Người tuổi Quý Sửu có tính cam chịu nhất trong số 12 con giáp, người này cần cù và rất thật thà, không mưu mô xảo quyệt, tác phong của họ cũng khá lịch sự, đoan trang. Nếu người Quý Sửu có được tài hoa và trí tuệ từ lời nói, thì bản thân cũng có thể gặt hái được thành công trong việc kinh doanh. Xem tuổi làm ăn. Mặc dù người tuổi Quý Sửu trung hậu, trọng đạo nghĩa, nhưng lại không có năng lực kinh doanh, không có những ý tưởng mới mẻ, không nắm bắt được dạng sự. Mặc dù có đôi lần họ được đi trên những con đường đẹp, nhưng thực chất là họ mù quáng và họ đi theo những con đường truyền thống. Bởi vậy, người tuổi Sửu nên tìm một người khác để cùng hợp tác, hai người bù trừ cho nhau thì mới có thể phát triển được. Vậy trong 10 năm tới, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nên kết hợp làm ăn với những tuổi nào? Tuổi Quý Sửu và tuổi Tý. Người tuổi Tý và người tuổi Sửu có tính cách, sở thích khác biệt nhau một trời một vực. Tuy nhiên, trên phương diện làm ăn, đây lại là cặp đôi kết hợp khá ăn ý. Họ giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Mỗi bên đều có nhược điểm, ưu điểm riêng của mình. Chuột nhanh nhạy, thông minh nhưng cẩu thả, nóng dội. Trâu thiếu quyết đoán, nhưng cũng có những phân tích chính xác, cẩn thận. Cặp đôi này khi làm việc thì sẽ bù trừ, hỗ trợ nhau, tạo ra những chiến công vang dội. Tuổi Quý Sửu và tuổi Sửu. Hai tuổi Sửu kết hợp với nhau sẽ trở thành cặp đôi khá ăn ý và lý tưởng. Họ có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự thấu hiểu lẫn nhau trong công việc. Hai người tuổi Sửu sẽ có chung lý tưởng, mục tiêu họ cùng nhau cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, là nguồn động lực giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Tình cảm bạn bè khác giới của hai người tuổi Sửu rất dễ gắn bó sâu đậm, phát triển thành tình yêu. Tuổi Quý Sửu và tuổi Dần. Tuổi Dần mạnh mẽ, thích cuộc sống cao sang, uy quyền. Tuổi Trâu hiền lành, thẳng thắn, luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên. Nhưng trên phương diện công việc, hai tuổi này có thể hợp tác làm ăn, họ cùng nhau trao dồi kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp cho nhau những thông tin bổ ích. Tuổi Sửu sẽ học được sự quyết đoán, sắc sảo. Ngược lại, tuổi Dần sẽ học được sự cẩn thận, chăm chỉ của Trâu. Tuổi Quý Sửu và tuổi Mão. Hai tuổi này khi hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Mão và tuổi Sửu sẽ luôn tôn trọng, tin tưởng và đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuổi Mão sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong công việc, phương pháp làm việc hiệu quả từ tuổi Sửu. Tuổi Quý Sửu và tuổi Thìn.
Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Thìn và tuổi Sửu sẽ là những đối tác ăn ý lâu dài. Họ có chung quan điểm và mục tiêu phấn đấu, chắc chắn sẽ có chung chí hướng, cùng nhau phấn đấu để đạt được mục tiêu. Tuổi Quý Sửu và tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ và tuổi Sửu khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích và tính cách, bởi vậy họ có suy nghĩ và hành động khá ăn ý với nhau trên phương diện công việc. Cặp đôi này cũng khá ăn ý với nhau, răng dạy cho trâu sự khéo léo, tin tưởng trong cuộc sống. Ngược lại, trâu sẽ giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho rắn cho những lúc khó khăn. Họ sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách một cách dễ dàng. Tuổi Quý Sửu và tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ nếu hợp tác làm ăn với tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bởi lẽ, người tuổi Ngọ luôn bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, hay thay đổi, không còn kiên định với mục tiêu của mình. Còn tuổi Sửu sẽ giúp tuổi Ngọ khắc phục sự thiếu kiên nhẫn này. Tuổi Quý Sửu và tuổi Mùi. Dù là trên phương diện nào, công việc hay tình yêu, tuổi Mùi và tuổi Sửu đều có tìm được tiếng nói chung. Họ thường xảy ra mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai. Khi ở cạnh nhau, hai tuổi này thường bộc lộ những khuyết điểm thiếu sót của mình. Bởi vậy, dường như họ luôn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc, gặp gỡ nhau. Tuổi Quý Sửu và tuổi Thân. Tuổi Thân và tuổi Sửu có nhiều sự khác biệt về tính cách, nhưng họ hoàn toàn có thể lắng nghe, chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của mình cho nhau. Trong cuộc giao tiếp, bạn sẽ ít khi thấy khỉ và trâu đấu khẩu. Ngược lại, họ vui vẻ, hòa hợp và cảm nhận sự lôi cuốn, hấp dẫn trong mối quan hệ. Tuy nhiên trên phương diện công việc, họ lại là người có chí hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Con đường tiến thân, lựa chọn tách biệt với tuổi Sửu, không cùng quan điểm, mục tiêu hướng tới, điều đó khiến cho Thân và Sửu rất khó có thể trở thành những đối tác làm ăn của nhau. Tuổi Quý Sửu và tuổi Dậu. Có thể nói, sự kết hợp của tuổi Dậu và tuổi Sửu đem lại sự hoàn hảo cả về phương diện công việc lẫn tình yêu. Sự tương đồng trong tính cách và quan điểm sống chính là nền móng đầu tiên giúp họ phát triển mối quan hệ. Tuổi Dậu đem đến những may mắn, niềm vui cho tuổi Sửu. Càng ngày họ càng trở nên gắn bó, yêu thương lẫn nhau. Cặp đôi này luôn thật thành thật, mọi thứ không giấu nhau bất kỳ điều gì. Sự thủy chung, tin tưởng lẫn nhau là sợi dây gắn bó họ trong suốt cuộc đời. Trong tình yêu, khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn, cãi giả. Nhưng điều tuyệt vời là cặp đôi này luôn lắng nghe, nhường nhịn lẫn nhau, bởi họ hiểu rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nếu như tuổi Sửu luôn nhút nhát và thiếu tự tin khi giao tiếp, thì tuổi Dậu sẽ là vị cứu tinh giúp Sửu khắc phục nhược điểm đó. Tuổi Quý Sửu và tuổi Tuất. Mối quan hệ giữa tuổi Tuất và tuổi Sửu có thể tiến triển tốt đẹp, gắn bó lâu dài dựa trên sự trung thành, tin cậy lẫn nhau. Cặp đôi trời sinh này luôn tìm được tiếng nói chung, sự thấu hiểu sâu sắc, bởi vậy họ thường trở thành những tri kỷ của nhau. Hai tuổi này đều có tài trong kinh doanh, họ đều có thể cùng nhau xây dựng, phát triển và trở thành những ông chủ, bà chủ buôn bán. Tuổi Sửu kiên trì, cần cù làm việc, còn Tuất có những phán đoán chính xác, nhanh nhạy. Sự kết hợp này sẽ đem lại hiệu quả, thành công cao cho việc làm ăn. Tuổi Quý Sửu và tuổi Hợi. Tuổi Hợi thích sự chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ của người tuổi Sửu. Họ có thể hợp tác, làm ăn lâu dài và sự hợp tác này sẽ đem lại hiệu quả, thành công ngoài mong đợi. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong công việc và tình yêu. Để gia tăng may mắn và tài lộc cho mình, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có thể áp dụng phong thủy hợp mệnh cho mình. Một trong những cách cải mệnh đơn giản và dễ áp dụng nhất đó chính là trồng cây xanh phong thủy. Theo các chuyên gia trồng cây cảnh, phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Do đó, cần phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà. Vậy những người tuổi Quý Sửu hợp cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. Tuổi Quý Sửu là những người sinh năm 1973 thuộc ngũ hành mộc, tang đố mộc. Theo ngũ hành tương sinh trong phong thủy, thủy sinh mộc. Vì vậy, các cây màu xanh lá cây thuộc hành mộc ra, thì tuổi Quý Sửu cũng có thể trồng các cây màu đen, xanh nước biển thuộc hành thủy. Ngoài ra, thì tránh mua những cây có màu trắng bạch thuộc hành kim, vì kim khắc mộc. Những cây có màu đỏ cam, tím, hồng thuộc hành hỏa, vì mộc sinh hỏa, mệnh mộc bị thua thiệt, tiêu hao và không tốt cho vận mệnh của Quý Sửu, mà nước gỗ thuộc hành mộc.
Những nguồn năng lượng là gam màu đậm đà. Khi liên tưởng tới sô-cô-la, cà phê, màu của gỗ gụ, màu của chậu cây trong nhà. Người tuổi Quý Sửu nêu trang trí có màu nâu gỗ thì sẽ rất tốt cho cung gia đạo, cung tài lộc và cung danh vọng. Loại cây này màu tương sinh như là sen đá, rất hợp với tuổi Quý Sửu. Màu xanh lá thì thể hiện sự tươi tắn, trong lành và mang lại cả cảm giác trong một điểm khởi đầu mới. Màu xanh lá có ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp bạn đẩy lùi những hồi hộp và lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Số lượng chậu hoa đặt trong nhà hợp tuổi Quý Sửu là 3 hoặc là 8 chậu. Vật liệu phù hợp là các loại chậu gỗ, chậu sành hoặc là chậu làm từ mây tre đang để trồng cây cảnh. Một số loại cây thích hợp để trồng trong không gian nhà tuổi Quý Sửu là sen đá nâu, cỏ đồng tiền, trầu bà, kim ngân, thủy sinh, họ cây tùng, trúc, cây ngọc bích, cây hoa lan, sâm cảnh, dạng niên, thanh cây kim tiền, các loại cây cỏ rửa. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.